Duy Anh Web thiết kế website chọn gói chỉ từ 2,8 triệu tặng tên miền hosting hotline tư vấn làm web 18006223 website duyanhweb.com.vn. Cách hạ sốt khi trẻ sốt amidan thường gặp ở trẻ em trong vấn đề bệnh tai, mũi, họng và thậm chí người lớn cũng có thể bị sốt amidan. Tình trạng viêm amidan đôi khi không thể hết trong ngày một ngày hai mà còn tái diễn nhiều lần khiến người bệnh vô cùng khó chịu. Hãy cùng tìm hiểu xem sốt do viêm amidan là gì và làm thế nào để chữa trị bệnh một cách hiệu quả nhé. Có mấy loại viêm amidan. Amidan là tổ chức lympho, nó gồm amidan lưỡi, amidan khẩu cái, amidan vòi. Amidan vòm tạo thành một vòng bao quanh bên trong họng, đóng vai trò thuộc hệ miễn dịch của cơ thể giúp ngăn chặn các cuộc tấn công của vi khuẩn. Độ tuổi mà amidan thường hoạt động mạnh là từ 4 đến 10 tuổi, đến giai đoạn trưởng thành sau dậy thì mức độ miễn dịch của amidan sẽ giảm. Nếu vi khuẩn hoặc virus xâm nhập quá tải amidan không thể ngăn chặn hết thì rất dễ dẫn đến viêm và sưng amidan, gây nên tình trạng sốt ở bệnh nhân. Qua nhiều lần chinh chiến, amidan không thể trụ vững và bị viêm tái phát nhiều lần sẽ bị suy yếu và khiến cho vùng họng khác cũng bị viêm. Thông thường trẻ em dưới 5 tuổi dễ bị sốt amidan, nếu không được điều trị kịp thời thì sốt amidan sẽ để lại biến chứng sau này. Dưới đây là hai loại viêm amidan phổ biến: viêm amidan cấp tính, viêm amidan mạn tính. Thường thì thời gian điều trị sẽ lâu hơn. Khi bị sốt amidan sẽ có biểu hiện gì? Vào mùa lạnh trẻ em thường dễ bị viêm amidan. Những triệu chứng của viêm amidan khá tương đồng với các bệnh lý về đường hô hấp khác như viêm họng, viêm mũi, gây nhầm lẫn cho các bậc phụ huynh. Triệu chứng của viêm amidan cấp tính: trẻ bắt đầu có dấu hiệu mệt mỏi, chán ăn, đau đầu, bỏ bú, họng trở nên khô rắt, đau nhói, đặc biệt là khi ăn bị khó nuốt, hơi thở hôi, đột ngột sốt lên đến 38, 39 độ và rét run người. Nếu tiếp tục sốt cao và tăng độ thì cần đưa trẻ đến bệnh viện điều trị. Tần suất đi tiểu giảm, nước tiểu sẫm màu hơn và bị táo bón. Quan sát thấy amidan trong họng bị sưng và đỏ tấy, mủ hình thành xung quanh và dần dần phủ trắng amidan, hơi thở bốc mùi. Các biểu hiện kèm theo có thể là ho, chảy nước mũi, thở khó, giọng nói bị nghẹt. Dấu hiệu của viêm amidan mạn tính: bắt đầu với cơn sốt nhẹ hoặc không bị sốt, không bị rét run người như sốt amidan cấp, tuy nhiên thỉnh thoảng sẽ bị sốt và hay bị sốt buổi chiều. Duy Anh Web liên tục khai giảng khóa học bán hàng online đa kênh 4.0 cầm tay chỉ việc một kèm một hotline tư vấn khóa học 18006223 website duyanhweb.edu.vn. Xuất hiện ho khan thường xuyên, ho vào sáng sau khi ngủ dậy hoặc ho về chiều, họng bị đau rát, giọng nói thay đổi, thể trạng gầy ốm, xanh xao, lạnh da và khó nuốt vì amidan bị sưng viêm. Hơi thở có mùi cũng giống như viêm amidan cấp, trẻ em về đêm bị khó ngủ, nghẹt mũi. Trường hợp này cần hết sức lưu ý vì dễ gây ngưng thở ở trẻ khi ngủ. Sốt amidan ở trẻ em kéo dài trong bao lâu? Mỗi loại viêm amidan sẽ gây triệu chứng và biểu hiện sốt khác nhau. Có người sốt cao, người sốt nhẹ và rải rác, có người có thể không bị sốt. Theo thống kê từ các bác sĩ, một bệnh nhân bị sốt amidan có thể sẽ bị sốt trong tầm từ 1 đến 4 ngày, trong đó có 70% người bệnh nếu được điều trị kịp thời và đúng bệnh thì có thể hết sốt amidan trong tầm 3 đến 4 ngày. Tuy nhiên nếu để tình trạng bệnh kéo dài lâu mà không áp dụng phương pháp chữa trị hay đi khám thì bệnh sẽ lâu khỏi và có nguy cơ tái phát nhiều lần, gây nên tình trạng viêm amidan mạn tính. Hướng dẫn chăm sóc trẻ bị sốt amidan: khi đã xác định được trẻ bị sốt do viêm amidan, gia đình cần có sự chuẩn bị về các biện pháp điều trị và chăm sóc tại nhà cho trẻ. Đưa bé đến gặp bác sĩ chuyên khoa khi sau 2 ngày đầu không hạ sốt, khi đã áp dụng những phương pháp hạ sốt cần thiết, tuân theo hướng dẫn của bác sĩ và không được tự ý mua thuốc về tự sử dụng và dùng sai liều lượng cho trẻ em. Khi hạ sốt cho bé có thể dùng khăn nhúng nước ấm, nhưng tuyệt đối không được dội nước lạnh lên người bé. Theo dõi sát sao nhiệt độ cơ thể bé để phát hiện những thay đổi bất ngờ khi vẫn còn trong cơn sốt amidan. Nếu sốt quá cao trên 39 độ cần đưa bé đi đến bệnh viện ngay lập tức. Cho trẻ vệ sinh răng miệng, súc họng sạch sẽ để tiêu diệt vi khuẩn gây hại cho amidan. Thường xuyên cung cấp nước ấm cho cơ thể. Nếu họng đau và sưng có thể cho trẻ ngậm một ít muối hoặc kẹo ngậm họng, sử dụng thuốc theo yêu cầu của bác sĩ. Ngoài ra chế độ ăn cũng cần được quan tâm, bổ sung các dưỡng chất cần thiết cho trẻ như vitamin A và vitamin C từ rau củ, quả, khoáng chất, protein, chất xơ để tăng cường hệ miễn dịch chống lại sự xâm nhập của vi khuẩn. Những thức ăn này có thể chế biến mềm, dễ nuốt tránh gây tổn thương thêm cho vùng họng vốn đã bị viêm và sưng của trẻ. Thời gian điều trị có thể khác nhau do tùy thuộc vào độ tuổi và mức độ hồi phục của các bé. Nếu phát hiện bệnh muộn và không có những phương án xử lý kịp thời, sốt amidan sẽ rất dễ để lại những biến chứng nguy hiểm cho trẻ.
Chính vì vậy, ngay khi phát hiện các dấu hiệu trẻ bị sốt do viêm amidan, gia đình cần lưu ý và đưa bé đi khám và làm theo chỉ định của bác sĩ chuyên khoa. Duy Anh Web thiết kế website chọn gói chỉ từ 2,8 triệu tặng tên miền hosting hotline tư vấn làm web 18006223 website duyanhweb.com.vn.